Chào mừng bạn đến với bài tập thở đầy đủ ngồi. Bạn thân mến, bài tập này chính là phương pháp thở thông dụng nhất, bởi vì thông thường chúng ta sẽ ngồi nhiều hơn. Vì vậy, Nguyễn Hiếu mong rằng bạn hãy ghi nhớ bài tập này, luyện tập thật nhuần nhuyễn, vận dụng thường xuyên bài tập này hàng ngày để chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn sức chứa oxy của hai lá phổi. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy cơ thể hoạt bát, mát mẻ, tinh thần phấn chấn. Đây chính là bí quyết sống khỏe, sống lâu mà Nguyễn Hiếu muốn dành cho bạn. Chào mừng bạn đến với bài tập đầy đủ 3 phần cùng Nguyễn Hiếu ở trong tư thế ngồi. Bài tập trước bạn luyện tập đều đặn cùng Nguyễn Hiếu không ạ? Và bạn có gặp khó khăn gì trong khi luyện tập không? Nếu như chúng ta gặp bất cứ khó khăn hoặc là có thắc mắc gì thì Nguyễn Hiếu mong rằng sẽ nhận được cái sự chia sẻ của bạn để Nguyễn Hiếu có thể hỗ trợ bạn luyện tập đúng và đầy đủ nhất. Trong bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập ở trong tư thế ngồi. Bởi vì khi chúng ta ngồi như vậy thì hàng ngày chúng ta ngồi rất là nhiều đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thành cái thói quen hít thở đầy đủ, hít thở sâu để duy trì cái trạng thái tinh thần luôn luôn được thư giãn, ổn định và cơ thể tràn đầy sức khỏe. Trước tiên, để luyện tập bài tập này, chúng ta cần luyện tập nhuần nhuyễn bài tập trước. Nếu như bạn chưa luyện tập bài tập thở nằm trước thì vui lòng quay trở lại với bài tập thở nằm sau khi chúng ta luyện tập khoảng 5 đến 10 buổi để cái bài tập thở đó trở thành thói quen của bạn thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với bài tập thở ngồi bạn nhé. Để làm quen với bài tập thở ngồi, chúng ta cũng vẫn tiếp tục tạo cái sự chuyển động của vùng cơ bụng trước khi chúng ta vào bài tập chính thức. Xin mời bạn ngồi xuống, bạn có thể ngồi tư thế thoải mái. Bạn có thể bắt chéo hai chân như thế này, hoặc là bạn ngồi cài hai chân giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi ạ. Thế, và hai tay của bạn thả lỏng trên đầu gối. Chúng ta thư giãn hoàn toàn cho khuôn mặt, không chú ý gì đến hơi thở lúc này. Chúng ta sẽ chỉ chú ý đến và cảm nhận sự chuyển động phình xẹp của cơ bụng thôi ạ, được chưa ạ? Chúng ta cùng bắt đầu, xin mời bạn. Điều quan trọng trong khi chúng ta thở ngồi là hãy luôn ngồi thẳng lưng cùng Nguyễn Hiếu nha. Thư giãn cho khuôn mặt nào. Chúng ta bắt đầu. Bạn hãy đẩy bụng căng phồng lên. Thấy không ạ? Bụng của Nguyễn Hiếu rất là căng phồng và to đúng chưa ạ? Sau đó bạn hãy siết bụng xuống. Chúng ta tập 10 lần như vậy. Lần 2. Đẩy bụng căng phồng lên. Siết bụng lại. Bụng phồng lên. Xẹp xuống. Tiếp tục. 4. Phình bụng lên. Xẹp bụng lại. Bạn nhớ chỉ chuyển động vùng cơ bụng thôi nha. Phần vai giữ nguyên, giữ thẳng cho vai. Phình căng bụng lên. Xẹp sát bụng xuống. Phình bụng lên. Xẹp bụng xuống. Còn 4 nhịp nữa. Tiếp tục. Phình căng bụng lên. Xẹp bụng lại. Phình bụng lên. Xẹp xuống. 2 nhịp nữa ạ. Phình căng bụng lên nào. Xẹp bụng lại. Phình bụng lên. Từ từ xẹp xuống. Lúc này cái phần cơ bụng của bạn đã khá ấm nóng và mềm mại rồi. Chúng ta tiếp tục đến di chuyển đến cái phần ngực ạ. Khi mà cơ thể của chúng ta cần nạp đủ khí thì cái phần ngực của chúng ta cũng được mở ra những cái phần cơ ngực và cơ liên sườn. Nếu chúng ta không vận động nó cũng sẽ bị căng cứng và bị bó lại và làm cho cái sự vận hành của khí vào trong lá phổi của chúng ta bị kém đi. Chính vì vậy, bài tập này sẽ giúp bạn mở rộng lồng ngực, tăng cái dung tích phổi để đưa oxy, cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu nuôi dưỡng cho cơ thể của bạn được nhiều hơn. Chúng ta bắt đầu. Tay phải đặt lên ngực, tay trái đặt lên tay phải. Lưng giữ thẳng, thả lỏng khuôn mặt. Bạn có thể nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy hít vào một hơi thật sâu. Đẩy ngực phình lên và chúng ta mở rộng hai cánh tay sâu nhất có thể ra phía sau. Thở ra. Chúng ta thu tay lại vị trí ban đầu. 2. Hít vào. Đẩy bụng căng phồng lên, ngực phồng lên. Thở ra. Chúng ta thu tay lại. Và chúng ta cũng tập 10 lần như vậy.
Hít vào. Thở ra. Bạn hãy tạm thời lãng quên hơi thở của mình đi. Và không cần thiết chúng ta phải tập trung vào ngực hay vào bụng. Và hãy chỉ hít thở theo nhịp hô của Nguyễn Hiếu. Hít vào, mở rộng tay sang hai bên. Thở ra, thu tay lại. 4. Hít vào thật sâu. Thở ra. 5. Hít vào. Thở ra, thu tay về. 6. Hít vào. Thở ra. 7. Hít sâu. Thở, thu tay lại. 8. Hít vào. Thở ra. 9. Hít vào. Thở ra. Nhịp 10. Hít vào thật sâu. Thở ra, thu tay lại. Từ từ thả lỏng hai tay trên đầu gối. Chúng ta thư giãn cho vùng vai của bạn. Xoay ra sau. 1 2 3 4 5. Sau đó xoay ngược lại. 5 4 3 2 và 1. Tiếp tục giữ thẳng lưng. Và tay trái bạn để Chimura, ngón trỏ, ngón cái chạm nhau. Tay phải đặt vào bụng, ngón giữa chạm nhẹ vào rốn. Thả lỏng cho khuôn mặt, thả lỏng hai vai. Từ từ nhắm mắt lại. Lúc này, hãy hít vào thật sâu, đẩy bụng căng phồng lên. Thở ra, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Chỉ cảm nhận sự chuyển động của cơ bụng. Hít vào. Bụng căng phồng lên. Thở ra. Bạn xẹp bụng lại, siết chặt bụng xuống. Hít vào thật sâu. Đẩy bụng phồng lên. Thở ra. Từ từ xẹp bụng. Hít vào, bụng phình lên, thở ra, xẹp bụng xuống, xẹp sát xuống. Bạn cố gắng giữ lưng thật thẳng, thả lỏng hai vai. Hít vào, phình bụng lên, thở ra, xẹp bụng lại. Hít vào thật sâu. Bụng mình lên, thở ra, xẹp sát bụng xuống. Tiếp tục, hít vào, bụng căng phồng lên, thở ra, xẹp sát bụng. Hít vào thật sâu, phình bụng lên, thở ra, xẹp bụng xuống. Xẹp sát xuống. Hít vào. Bụng phình lên. Thở ra. Xẹp bụng. Bạn thả lỏng tâm trí. Và càng tập bạn sẽ càng cảm nhận sự chuyển động của cơ bụng mềm hơn, đúng không ạ? Chúng ta tiếp tục nha. 10 nhịp nữa. Hít vào thật sâu. Bụng căng phồng lên. Thở ra. Từ từ xẹp sát bụng. Hít vào. Phình bụng lên. Thở ra. Bạn xẹp bụng xuống. Hít vào thật sâu. Phình căng bụng lên. Thở ra. Xẹp sát bụng. Hít vào.
phình bụng, thở ra, xẹp bụng xuống, hít vào thật sâu, thở ra. Bình căng bụng lên, thở ra, xẹp xiết bụng, ba nhịp, hít vào thật sâu, bình bụng, thở ra, xẹp bụng xuống, nhịp cuối cùng, hít vào, căng phồng bụng lên, thở ra. Xẹp bụng, xẹp sát xuống. Từ từ, bạn thả lỏng tay Shimura trên đầu gối, thả lỏng hai vai, thả lỏng hơi thở. Hãy nhắm mắt lại, hít vào, thở ra. Hít vào thật sâu, nín 30 giây. Tập trung vào điểm giữa chân mày, cảm nhận nguồn năng lượng đang di chuyển từ đốt sống dưới cùng lên trên đỉnh đầu, bao trùm toàn bộ cơ thể. Thở ra, thở hít, xẹp bụng, xẹp xiết xuống. Hít vào, thở ra. Từ từ đưa tâm trí trở về với cơ thể bạn, nhẹ nhàng mở mắt ra. Bạn cảm thấy thế nào? Rất là dễ dàng để luyện tập bài tập thở ngồi đúng không ạ? Với bài tập này, bạn có thể luyện tập bất cứ lúc nào khi bạn nhớ ra là chúng ta cần phải hít thở sâu, hoặc ngay khi chúng ta đang ngồi trên ghế, chúng ta làm việc tại văn phòng, bạn cũng có thể luyện tập bài tập này với hai chân thả lỏng và phần cơ thể thân trên ngồi thẳng phần xương sống. Hai tay bạn cũng đặt lên cái phần đầu gối của bạn như vậy để chúng ta dễ dàng vận chuyển vận hành khí cho cơ thể của bạn thật thư giãn và tăng sức sáng tạo trong công việc, được không ạ? Bạn nhớ duy trì thật đều đặn thường xuyên bài tập này cùng Nguyễn Hiếu. Xin chào, hẹn gặp lại bạn vào bài tập tiếp theo. Om Namaste.